chúng tôi xin tôn kính giới thiệu Thượng tọa Thích Nhật Quang, trú xứ chùa Phổ Đà. Chúng tôi xin tôn kính giới thiệu Thượng tọa Thích Huệ Minh, viện chủ chùa Thánh Long. Chúng tôi xin tôn kính giới thiệu Thượng tọa Thích Phước Sung, viện chủ chùa Pháp Hoa. Chúng tôi xin tôn kính giới thiệu Thượng tọa Thích Duy Tính, viện chủ chùa Phổ Hiền. Chúng tôi xin tôn kính giới thiệu Thượng tọa Thích Từ Hạnh, viện chủ chùa Thánh Anh. Chúng tôi xin tôn kính giới thiệu Thượng tọa Thích Quảng Mạnh, trú xứ chùa Liên Hoa. Chúng tôi xin tôn kính giới thiệu Đại Đức Thích Tịnh Quả, chùa Huệ Quang. Đại Đức Thích Thường Tịnh, chùa Phật Tổ. Chúng tôi xin tôn kính giới thiệu chư ni, ni sư Thích Nữ Như Pháp, Như Phước, trụ trì chùa Phật Quang. Ni sư Thích Nữ Như Thích Nữ Diệu Huệ và quý ni sư Thích Nữ Đức Thường, Nữ Minh Như, Thích Nữ Tâm Hòa, Thích Nữ Phước Chánh, Sư Cô Thích Nữ Diệu Hóa, Sư Cô Thích Nữ Diệu Đạo, Sư Cô Thích Nữ Diệu Minh, Sư Cô Thích Nữ Tịnh Hiền, Sư Cô Thích Nữ Như Minh, Sư Cô Thích Nữ Quảng Định, Sư Cô Thích Nữ Tâm Huệ, Sư Cô Thích Nữ Chung. Và tiếp theo là chức đức lễ tri niệm Cố Giác Linh, Đại Lão Hòa Thượng Giáo Hội Phật Giáo Linh Sơn trên thế giới. Chúng con xin cung thỉnh chư tôn đức Niên Hương để làm lễ cầu nguyện. Phật xin mời Gina và Diệp Chúng đi lên chuông và mỏ của Niệm Phật. Nguyện từ diệu ân văn biên mạng tập phương giới cũng như Yeah.
Thuyền vi tăng
thần giáo hội Phật giáo Linh Sơn chư giác ma. Yeah.
Yeah.